mình bằng cách mình nhấn vào cái menu ha, nhấn vào menu đây nó ra hiện không không, mình sẽ enter ha, nhấn enter. Xin chào các bạn ha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lưu tay con van số D900 của hãng JB Acoustic. Mời các bạn xem. Rồi, đây là con van D900 của hãng JB Acoustic. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lưu tay mặt nhâm phai nha các bạn. Chia sẻ cách lưu tay van số D900 của hãng JB Acoustic. Đầu tiên các bạn nhìn thấy trên màn hình của mình nó có hiện một ba cái thông số các bạn cần nhớ. Thứ nhất là in nè, ngõ vào ha, effect đang chạy ở chế độ mode 1 này, đang chạy ở chế độ số 4. Rồi đầu tiên mình sẽ để ý đây là có nút sell ha, enter và menu. Bây giờ máy đang ở chế độ màn hình khóa thì các bạn không thể sell được. Mở khóa bằng cách, ở đây các bạn thấy nó có để nè, cái khóa mở nè ha. Mình bằng cách mình nhấn vào cái menu ha, nhấn vào menu. Đây nó ra hiện không không, mình sẽ enter ha, nhấn enter. Đây là ra giao diện nè ha, gồm có music EQ nè, các thứ này mình muốn chỉnh gì thì mình vào đây mình chỉnh ha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lưu nó thôi. Thì các bạn để ý ở đây nó có mode số 1 và cái chế độ chạy là số 4 à, mình sẽ lưu chồng lên chế độ số 4 bằng cách các bạn sẽ nhấn nút sell. Đây nó ra nè, đang ở chế độ số 1, máy mặc định của mình boot lên là số 4 cho nên các bạn phải dời cái số này đi số 4. Thì các bạn chỉnh hồi nãy ví dụ như EQ của nhạc mic gì các kiểu á thì nó sẽ lưu vào số 4, thì mình cách mình chọn mũi tên lên ha, nhấn đến đúng số 4 thì cái này nó 6 chương trình nè, 6 chương trình mình máy của mình khởi động là số 4, bắt buộc mình phải lưu vào số 4 và các bạn chỉ enter là xong. Rồi như vậy máy đã hoàn tất. Nhấn vào menu. Đây nó ra hiện không không, mình sẽ enter ha, nhấn enter. Khai báo ngõ nhạc vào bằng cách ta nhấn vào phím menu. Rồi, nó ra in1 in2 cổng quang ha. Rồi mình muốn chỉnh nó mình chỉ việc bấm mũi tên sang bên tay phải nè. Đó, nó ra input 2. Rồi trở lại input 1. Rồi vậy xong.